Cái hình tượng trước đây của em á, là em đóng những cái vai rất là bánh bèo, rất là hiền, không như những cái sản phẩm lần trước. Thì nhân vật lần này cái tính cách cũng rất là mạnh mẽ, em cũng rất là tâm đắc cái vai này, tại vì nó cho em một cái màu khác. Em mong là khán giả sẽ đón nhận cái màu sắc mới của Ngân Hòa. Và chắc chắn sau khi theo dõi em cũng như tất cả diễn viên ở đây thì cái vai trò của mình được làm tốt nhất, thì em cũng hy vọng là một cái chút đóng góp của mình, một chút công sức của mình sẽ cùng với lại công sức của tất cả mọi người sẽ mang Tâm Sắc Tắm đến gần với khán giả hơn, và hy vọng mọi người sẽ cùng yêu thương và đón nhận Tâm Sắc Tắm thật nhiều ạ. Kính thưa mọi người, cái giai này cũng là một cái giai đặc biệt, nó cũng khá ấn tượng. Là từ đó giờ Lê Giang có những giai chẳng hạn như nói nhiều, bung miếng tự do, còn bây giờ đây là phải vô khuôn khổ và phải diễn cái nét nó hơi ác một chút xíu, mà bình thường mặt nó đã ác rồi. Dạ thôi thì thôi, nói chung là rất là thích khi mà sau khi mà xem rồi thì thôi bây giờ thì chị hả, công nhận ác thiệt không, nhưng mà tâm tốt. Bây giờ chị cũng không biết nói gì hơn, thì chị chúc cho sản phẩm của Tâm thật là nhiều người đón nhận, và sẽ có những sản phẩm gần đây tiếp theo nữa. Cảm ơn em. Xin được cảm ơn chị Lê. Định đi về nhà thay đồ rồi. Thật ra tại em cũng chỉ cần chờ hình bên kia thôi à. Thì nếu mà mọi người không có việc bận thôi, nó tạt nước cho mặt em mồm quá. À, tình chị em có mềm lâu. Anh nhanh cho chị chụp đi con, chụp trước. Dạ. Dạ. Vậy là chị cũng nếu mà chị bận cũng vậy được. Ý ý nó lại vậy đó. Cũng không cần lắm đâu. Vậy kiểu như là xong rồi á. Đầu ức chế. Tự nhiên lần xong mượn đây đi. Ổn tâm nó móc đây được không ta? Đây móc đây được không? Thấy em nằm lên đây luôn. Em nằm qua đây nè. Rồi, một, chị Lý, chị Lý. Xích vô chị Lý. Không, không, không. Chú qua đây luôn, qua đây ngồi luôn. Rồi, nhìn em nha. Nhìn cái bữa ăn Tết quá ha. Thôi, một em một tấm ạ. Chúng ta đang có mặt tại hậu trường của bộ ảnh Áo Dài. Dạ, rồi. Là bộ ảnh xuân mới của những người sĩ tử. Bộ ảnh nó xuống. Mạnh á, tập gym để chụp tấm hình nằm nha mọi người nha. Đồng bụng á, ai cũng nằm. Và tập gym phải tìm một cái đập nào mà phải up the body nhất có thể. Khoe dòng eo body nhất có thể. Khoe bắp tay rồi. Tay rồi. Bữa giờ Tâm nói là Tâm phải tập thể dục rất là nhiều để học báo. Xong rồi báo mặc đồ và xong rồi bộ đồ khoe body. Thì là chị đã biết kết quả tập gym của em nhiều. Dễ đúng không? Nó đi quay với tôi á bà, mà nó đem ra cái chục tập men. Nhưng mà me ăn đâu có mệt. Mẹ quá trời. Nó me nó không, chỉ được mẹ ăn một hai trái một hộp thì không mập, nó ăn 10 hộp. Không, nhưng mà mẹ nó cũng có đường. Không có đường. Mẹ nó chỉ là me là sao? Mẹ nó nhưng mà không có đem me nó. Bây giờ mọi người đi gặp em chị em. Nhưng mà bố rất là chị bạn. Chết rồi, họp báo còn gặp nhau họp chuyện ăn me rồi thưa mọi người. Nó có đem me hộp nào không? Ừ, dạ. Ông như là mình bắt đầu chứ. Mình lên làm luôn chứ hả? Nhưng mà làm luôn. Đông quá rồi. Họp báo bạn xong rồi tự nhiên mình đã được ăn đâu đúng không? Cứ nó me một trước mặt mình. Mọi người ổn không ạ? Ổn. Chứ điềm sĩ vậy ha. Em ơi, cái nhỏ nó ra đi. Tâm à, Tâm à, không cần nhìn ra đằng sau đi. Nhìn ra đằng sau đi Tâm. Máy quay không? Máy quay không nha Tâm nha. Từ trọng. Nhìn giống hơn đi. Rồi. Từ trọng. Một điểm xin. Cười kìa, cười kìa. Chửi sao được? Tâm nó cười hết sợ, Tâm không biết cười. Lê bắt đầu càng ngày á, cái cuộc nói chuyện là bị mất tư cách hết tập thể luôn rồi đó. Trời tự trọng nha, em sợ liên hậu trường lắm á mọi người ơi. Mà hiện tại bây giờ đang có 18 cái máy đang chỉ ở dưới. Thảo đâu, Thảo đâu nè. Em đúng không? Đi dưới thì mọi người phải đi Thảo. Thôi, em chỉ nghĩ là Dương Nhật Trinh đi lên đi. Em ở đây với mọi người chị ơi, cái tay nãy giờ vàng trong sóng đi vào.
qua cuộc khác. Dạ, sang rồi. Bên hết đi nào đi. Rồi đi. Mọi người không đổ nha.